Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bùi Minh. Và hôm nay bên mình sẽ đập hộp cho các bạn một cái dòng sản phẩm Platinum, đó là một cái dòng sản phẩm mới ra của Vigracera. Thì đây chính là cái chiếc sen tắm có mã là P57350. Thì đây chính là cái chiếc hộp mà mình sẽ đập. Đây là cái bao bì của sản phẩm, mời các bạn cùng xem. Nó có dạng như thế này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mở chiếc hộp này ra để chúng ta cùng khám phá bên trong. Đây chính là cái hình thức bên trong của loại sản phẩm này. Thì mình thấy rằng là ở ngay trên cái phần bề mặt này sẽ bao gồm là phiếu bảo hành và hướng dẫn lắp đặt và sử dụng, trong đó có chi tiết những cái thông tin, những cái thông số của cái dòng sen tắm này. Đấy, rất đầy đủ. Mặt sau nữa bao gồm hướng dẫn lắp đặt và sử dụng, cho đến là vệ sinh bảo dưỡng và sử dụng, rất là đầy đủ các bạn ạ. Mình sẽ mở ra như thế, chúng ta có thể thấy rằng là bao bọc rất là kỹ và cẩn thận, cái tấm xốp này rất là mềm. Thì đây chính là cái chiếc sen tắm của chúng ta và chúng ta khám phá. Đây chắc chính là cái bát sen các bạn ạ. Thì có dạng là hình chữ nhật, bát ở các góc có bo tròn. Thì chúng ta thấy là đây là bát sen của dòng sản phẩm này, thì khá là bóng và đẹp. Rồi, tiếp đến là mình sẽ lấy ra đây nhá, chính là cái vòi sen Platinum các bạn. Trên cái vòi này có in để dấu thương hiệu Platinum. Thì đây chính là hình thức của chiếc vòi sen này. Tiếp chúng ta đến xem nào. Thì đây chính là cái phần mà tay gạt nước các bạn. Củ sen hay còn gọi là củ sen. Thì ngay chúng ta thấy rằng ngay trên cái phần thân của củ này có cái in thương hiệu của Platinum. Gạt cũng khá là thoải mái, cũng bình thường. Xoay gạt cũng rất là tiện. Đến là những cái phụ kiện đi kèm như dạng cái ống này. Rồi đây sẽ là vòi của cái tay sen này, nối với lại tay sen này. Đây chính là cái vòi này, có cái chiều dài của nó là 150 cm. Trên bao bì đấy. Cuối cùng đây chính là cái phần thân, thì nó cũng rất là bóng và đẹp. Về hình thức thì mình thấy rất là ưa nhìn cái dòng sản phẩm này. Ok, thì mình xem còn một cái phụ kiện cuối cùng nữa đi kèm với dòng sản phẩm này. Thì đây chính là những cái bộ phận mà giúp gắn vào trong tường, giúp gắn sen với tường. Những cái bộ phận để giúp gắn sen vào trong tường, liên kết với tường. Đấy. Bao gồm tất cả là ốc và cái phần gắn vào tường. Bên này, đây. Ốc vít các bạn nhé. Và cái bộ phận để gắn với tường, để gắn cái sen vào tường. Mình xem nốt cái phụ kiện cuối cùng này là gì. Là ốc vít này, gioăng cao su, vít gioăng cao su và cái phần gắn vào tường. Đấy. Như vậy thì là mình đã giới thiệu, mình đã đập hộp và chúng ta đã xem tất cả những cái
phụ kiện đi kèm với lại toàn bộ tổng của cái hộp sản phẩm này. Thì tổng thể thì các bạn thấy rằng, theo nhận định của các bạn cảm giác rằng dòng sen tắm này sẽ như thế nào? Còn theo như mình thấy thì đây là dòng sen tắm mà khá là có hình thức bắt mắt, nhìn cũng khá là ưa nhìn và hiện đại, và cũng rất là đáng để có thể mua và sử dụng cho gia đình. Hơn nữa là cái dòng sản phẩm Platinum này thuộc cái dạng dòng sản phẩm cao cấp mà Vinglass đang muốn cho ra đời gần đây, cho nên là nó sẽ có cái chất lượng tốt, thuộc dạng là tốt trên thị trường, có thể sánh bằng hoặc là hơn với các cái thương hiệu hiện đại như là Inox chẳng hạn đó. Thì dòng sản phẩm này hiện đang được bán tại showroom thiết bị vệ sinh Bùi Minh hoặc là các cửa hàng đại lý tổng kho bên mình. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua dòng sản phẩm này, hãy đến ngay với Bùi Minh và có thể liên hệ với chúng mình theo số điện thoại bên dưới mô tả. Video của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Đến với công ty Bùi Minh, chúng tôi cam kết sản phẩm chính hãng, bảo hành chính hãng, hoàn tiền 500% khi phát hiện hàng giả, hàng nhái, giao hàng toàn quốc, cam kết giá luôn luôn tốt nhất trên thị trường, dịch vụ trước và sau bán hàng chuyên nghiệp, chu đáo, nhiệt tình. Sản phẩm được giao hàng miễn phí đến chân công trình tại Hà Nội, luôn có chế độ hậu mãi, khuyến mãi cho mọi đối tượng khách hàng. Liên hệ ngay hotline 0968 458 885 để nhận được báo giá tốt nhất.